Kính thưa quý vị, mới đây mạng xã hội không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại vụ dàn cảnh ăn trộm hết sức tinh vi khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Đặc biệt, đối tượng bị lừa là một nhân viên bảo vệ. Được biết, chiếc xe bị mất là của một người phụ nữ vừa vào trường đón con thì bị mất. Vụ trộm xảy ra tại một cổng trường học ở Lái Thiêu, Bình Dương và đã được camera an ninh ghi lại. Để đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý của bảo vệ, một người đi xe máy tiến tới hỏi chuyện. Trong lúc bảo vệ nhiệt tình đang chỉ đường thì hai người khác tiếp cận chiếc xe máy đang đậu trước cổng. Một người xuống xe bẻ khóa rồi phóng xe lao vút đi. Sau khi đồng bọn thực hiện thành công vụ ăn trộm, thanh niên hỏi đường cũng di chuyển. Lúc này, bảo vệ vẫn không nhận ra chuyện gì bất thường vừa xảy ra. Vụ việc chỉ bị phát giác khi chủ nhân tới lấy, nhưng chiếc xe đã không cánh mà bay.